Chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại quả rất là quý hiếm. Các bạn có thấy cái quả này không? Cái quả này nó nhìn nó rất là ngộ nghĩnh. Hình dáng của nó thì ngộ nghĩnh và có phần là hơi xấu xí. Đố các bạn biết là quả này quả gì? Đây, xin giới thiệu với các bạn. Ủa, một quả to nữa này. Đây là quả của cây bí kỳ nam, hay còn gọi là cây tổ kiến. Ở đây là một vị thuốc nam để điều trị bệnh gan, bệnh thận, bệnh gút rất là hay. Ở cây bí kỳ nam, đây là quả của nó, quả bí kỳ nam hay còn gọi là quả tổ kiến. Đây là một loại quả mọc trên cái cây sống cộng sinh với kiến. Để các bạn xem bên trong cái quả của nó này. Nó giống như một cái tổ kiến này và rất là nhiều kiến. Rất là nhiều kiến đen sống trong cái tổ này. Và con kiến đen nó sống cộng sinh với cái cây tổ kiến, nó làm cái tổ ở trong cái quả của cây tổ kiến. Để giống như cái tổ kiến luôn. Thực vật và động vật sống cộng sinh với nhau tạo ra một loại quả rất là quý hiếm, là một bài thuốc hay. Xin nhắc lại cho các bạn biết là cái quả này chúng ta sẽ trị được bệnh gan, bệnh thận, bệnh gút. Cách chế biến cái quả này như sau: chúng ta sẽ thái thành lát nhỏ, sau đó chúng ta phơi khô, hoặc là chúng ta không phơi cũng được, nhưng mà phơi thì chúng ta để được lâu hơn. Chúng ta phơi khô, chúng ta nấu nước uống. À, đây là một bài thuốc nam rất là quý. Cây bí kỳ nam này thì thường mọc ở các tỉnh phía Nam, nhất là các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng và một số tỉnh Nam Bộ. Do cây có hình dáng đẹp lạ, sức chịu đựng tốt nên nhiều gia đình còn sưu tầm cây này làm cây trồng, làm kiểng trong nhà, làm cảnh trong nhà. Thực ra đây là cái chúng ta có thể gọi nó là cái cây bí kỳ nam, tại vì đây là cái thân của nó luôn, cái thân mà cũng giống cái quả luôn, rất là lạ. Các bạn thấy không, khi mà mình mang ra mình thái thì mình phải mang ra ngoài sân mình mới thái được, tại vì trong thân cây rất là nhiều kiến. Nếu để trong nhà thái thì kiến nó bò rất là nhiều. Đó, các bạn xem cái quả của nó nè. Quả rất là sần sùi, rất là độc, là lạ. Ngoài nấu nước uống thì cây này chúng ta có thể ngâm rượu uống cũng được. Đây các bạn xem, rất là nhiều kiến này, kiến đen đang bò này. Kiến đen đang bò trên cái cây của cây bí kỳ nam này. Cái quả này rất là ngộ nghĩnh. Bên trong thì như là một cái tổ kiến. Cho nên nó có tên gọi khác là cây tổ kiến. Bây giờ mình sẽ thái hết những cái quả này thành lát, sau đó mình sẽ phơi khô, sau đó mình sẽ nấu nước uống, rất là tốt cho sức khỏe. Các bạn muốn tìm những cái quả này thì chúng ta có thể đặt mua trên mạng, hoặc là chúng ta lên các cái vùng rừng núi của Tây Nguyên như là Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai để các bạn tìm. Nào các bạn cùng xem mình thái cái quả này ra, tiếp tục thái cái quả này ra nha. Này cắt cái này lát đầu tiên này bỏ ra. Trời ơi. Bỏ cái này đi. Bà nội. Con đang định nói là nội có nhiều cái bao tay đúng không? Để con vô con lấy cái bao tay đó. Nội còn cái bao tay đó không à?
Tổ hay bao tay dày hay mỏng? Bao tay dày á, bao tay mà bao tay của thằng Long nó đi về á. Một người bị. Thôi vậy thôi khỏi, khỏi cũng được rồi. Có anh chạy ra mút mút cặp đi. Dạ, nếu vậy thì cho. Kiến không? Bữa giờ nó đi hết rồi anh. Thực ra là cái tổ kiến hả? Cái quả chứ tổ kiến gì? Biết rồi nhưng mà đúng là tổ kiến. Trời, tốt lắm. Chị tiếc á. Chị nói trời ơi, mẹ chị mới đầu nhìn cái quả, mẹ chị còn chưa định hình được nó như thế nào. Xong cái mẹ chị cắt ra, mẹ chị mừng quá. Mẹ chị nói đúng rồi con ơi, mừng quá con ơi, đúng rồi. Đem cái bao tay ra chứ nó gai không à. Chị biết chị cũng nói cho mẹ chị vậy. Dạ. Hôm nay bên người thải chuỗi ra đéo không á. Dạ. Đeo chứ. Bà nội có kêu cái cô giáo kia xuống không? Cô giáo mà hôm qua cô dặn cái nào ăn trường. Ừ, thầy Quyến và điên cho nó thượng hàng. Cái sai. Mấy người coi cái nó đơn giản đó. Quay xe la đó, thằng trong đội ép cái tình hình đó nó về đó, lấy vô giùm đó. Em đừng nói anh Trường. Anh Trường nè, đẹp chứ. Trời ơi, cái hình thường cũng đẹp quá. Anh chụm tấm hình này đi xã. Ý, có đủ đồ sáng để cho con giả mất cả coi 10 năm mới xã. Đâu mới được cái tổ bự vậy. À, rồi, ok. Trời ơi, cái chị của cái chị trong cơ quan con á. Mà lúc đó chị nhà bị ung thư đó rồi. Sao mày ra bị bệnh ung thư à? Chị của chị gái á, chị gái của chị trong cơ quan. Ừ, hôm nay nha. Ung thư. Xong rồi cái ông thầy ông cho cái thuốc này nè. Lắp lên nè. Theo lời của ổng, nghe lời ổng. Thịt bò đó là hết. Chị có uống cái nước này với lại ăn theo cái chế độ của ổng là khỏi đó nội. Cái này nó tăng cường chức năng gan á. Nếu mà đòn mà bị đi cái chắc bị lấu cũng khỏi. Bị mà mổ luôn mà nội. Ủa hả? Bác sĩ kêu là cái này bỏ riêng ra, cái này bỏ riêng ra, anh biết sao nó già uống nó mình uống nó tốt hơn mấy cái kia, nhiều chất hơn. Rồi đẹp quá, nó nhiều thịt hơn, nó nhiều nhân hơn luôn nè. Cái nào kiến chưa ăn tới. Kiến ăn cái quả này mà đúng không? Không, nó sống ở trong cái quả này thôi chứ không có ăn, nó làm ăn tổ. Quả này luôn á. Ủa vậy hả? Nó ăn nó đẻ nó ấy không đẻ hết luôn. Vậy thì nhớ phải phơi cả con kiến. Biết ra con kiến này nó có con kiến nó tốt hơn cái quả. Con kiến nó cắn thằng tồ thằng đùm gì mà te tua hết.
ăn cắn cái chuyến nhé, cắn ghế làm chuyến cái giang cái miên cái chuyến cái gì đó. Rồi còn một quả nữa là xong rồi. Mình thái xong quả này mình sẽ mang phơi khô và mình để mình nấu nước uống từ từ. Và những cái quả này thì mình lấy từ vùng Lâm Đồng, vùng Bảo Lâm Lâm Đồng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn vui vẻ. Chào các bạn nha. Cho nó về một. Nó cũng giống nhau đấy rồi.